Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình quay cho bạn xem xá xị cũng đã khỏe phắn rồi, cũng tinh khôn rồi. Nhưng mà cái bà Hồng Ngọc này bà tối ngày bà ăn hiếp nè. Hiếp nè. Đó, anh em của tôi tới nè, ăn hiếp đi. Tự nhiên đụng cái hai thằng lại đứng trong góc. Rồi dàn kem cũng xin nựng cái nè, nựng nè, nựng dàn kem cái nè. Trời ơi. Rồi đứng em đi. Trời ơi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hồng Ngọc chơi vậy đó, ai chịu nói không? Hồng Ngọc cũng phải chơi với mấy đứa nhỏ. Đậu đậu rồng binh đậu trắng cả nhà, binh xá xị luôn á, cái đậu rồng phái chơi với mình lắm. Mình ngồi xuống là đậu rồng tới à, nhưng mà mấy đứa nhỏ này cũng dàn kem với Hồng Ngọc chuyên gia dành. Rồi rồi dành nữa nè. Dành à, dành của tôi nè. Ruby, Lucky, đô la, gấu xám, Mỹ nè, Mai nè, Lu Tây nè. Bò sữa, Bến Tre, cò, lợm ở trước mặt mình đó. Mỹ Kim nè, kim cương, mẹ mật nè, bất hợp nè, bích si nè. Bích si thì đang yếu, ổng này chưa chị hoài. Hôm nay kiểm tra thân thể của bé đậu rồng nè. Rồi. Em. Xong rồi. Em nào.
Cưng 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 nè. Rồi 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 xong rồi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Bắt được rồi. Ô, tụi nó lên đường rồi. Hèn kia nó dính vô khó bắt. Ở mình xịt cái chai kia với sợ tôi không? Xá xị ở đâu á là có đồ rồng ở đó đó. Xá xị nhỏ con hơn. Biểu ai? Lại lại. Cưng. Cưng mấy đứa nhỏ. Đồ đồng cưng xá xị đó. Chị mẹ Kim Cương cũng cưng xá xị nữa đó. Còn con Hồng Ngọc bây giờ mình cưng nó quá, cái nó lầm lừng luôn cả nhà. Nó thì ghẹo hết cái này cái kia rồi nó sủa tum lum tum la. Chỗ này ta đang chơi với mấy đứa nhỏ mà cũng lại nữa. Coi coi gấu xám phai đứa nít lắm. Phai nít luôn kìa. Thái Bình giờ có cái giường ngon rồi đó. Mình hy sinh cái hộc tủ này dư rồi, đem ra cho nó nằm cho ấm. Mùa đông tới rồi, tối mặc áo. Hồi nãy mới cắt hớt tóc, hớt cái mặt đẹp. Nãy mới hớt cái mặt đẹp là coi nè, cha con hớt này cái mặt như chó cạp luôn. Lòng tao mất tiêu hết rồi, cái cha con hớt như chó cạp luôn nè. Hớt sọc dưa luôn, sọc tùm lum. Ai mượn cha đang hớt mà lại cái nhíu chi giật chi. Đó, chừa cái râu lại cả nhà. Bây giờ bữa nó mọc lại trở lại à. Mình hớt mấy lần rồi, nó mọc lại hoài. Đi đâu cũng có ông này đi theo nè. Ok, mặt dễ thương không? Mặt lì không? Thôi xin dừng video tới đây cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh em lúc nào cũng nằm ở đó. Nhốt riết rồi giờ tụi nó chia lãnh thổ luôn à. Mỗi lần tới cái chuồng này là nhớ anh em bóp với nâu à. Không biết về trở này nó có ổn định lại, cha nó có thương nó như hồi xưa không. Xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Cả nhà xem
nhớ chia sẻ và bấm 1 like nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất nhiều.